Thực ra trò chơi của chúng ta không liên quan gì đến trò của đội cả. Trong tay mình là 5 từ, 5 từ tiếng Anh. Và bạn sẽ được xem bí mật của mình. Và sau đó bạn sẽ dùng những cử chỉ và hành động của mình miêu tả những từ này cho những bạn đứng phía dưới. Và một bạn đứng phía dưới sẽ đoán cái từ này bằng tiếng Anh ạ. Nếu mà đúng thì bạn sẽ nhận được một quà của ban tổ chức, cả hai bạn luôn ạ. Thì các bạn cho một tràng vỗ tay cho 5 người đứng ở đây ạ. Bạn có 15 giây để thể hiện từ của mình ạ. Bắt đầu ạ. Đó, chúng ta vui lòng không nói đáp án ạ, chỉ giơ tay thôi ạ. Rồi. Quà dữ lắm á. Giờ mà hình là mất quà. Dạ chắc chắn. Dạ có đúng không ạ? Dạ đúng không ạ. Chúng ta chuyển quà nữa ạ. Hồi nãy em thích trường là sao giờ mình lên. Em nhận quà của mình đó. Dạ, không phải không phải. Được rồi. Cái thời gian là bạn đã đưa tay cho mình phải không? Mời bạn. Vì sao ạ? Thế ạ? Chắc chắn chưa? Chắc rồi thì mời bạn đi xuống lấy quà. Chúc mừng hai bạn. Bây giờ em có chịu bạn kêu là mình thiêu. Dạ. Chịu để lấy quà. Giờ hai đứa chịu để lấy quà hả? Bất chấp quá. Rồi, mình sẽ bất chấp của hai bạn tặng quà cho hai bạn đi ạ. Bây giờ có một cái lỗi nhỏ này. Tức là, thứ nhất là anh hết từ và bên anh cũng hết quà rồi. Nếu mà bây giờ em chịu lấy cái số điện thoại của bạn nữ mà hồi nãy đứng cạnh anh làm quà thì mình chơi tiếp chơi khó hơn em chịu không là ăn
làm quà cho em. Đồng ý không ạ? Bạn thân mến Sơn Đắc có đồng ý không ạ? Rồi. Làm gì vậy bắt đầu? Miêu tả sao cho khó nhỉ? Rồi. Bạn đang làm gì có số thoại nhớ tay cao luôn. Rồi, bạn đang tới rồi. Không phải là I love you luôn. Tại bạn không chính xác ạ. Mãi thêm thì được anh ạ. Rồi, mình cứ lấy vật chất đi. Mời lấy tân chuyển quà đến hai bạn.